Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Fuji Auto. Hôm nay thì là ngày trời khá là mưa và bên em Fuji Auto vừa về cửa hàng một chiếc xe 237 sản xuất năm 2012, zin chính chủ, một chủ zin từ đầu các bác nhé, biển số thành phố Hải Phòng. Vâng, biển số Hải Phòng 15A05474. Đây là một dòng xe gầm cao máy thoáng rất được nhiều người ưa chuộng và full chức năng, tính năng kịch đồ luôn. Đây là một chiếc xe số tự động này, động cơ khỏe bền chắc với động cơ 2.0. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì cũng chỉ khoảng 8 lít trên 100 cây thôi. Tuy nhiên thì các bác đã sở hữu được ngay một chiếc xe SUV gầm cao số tự động, có cả cửa sổ trời full kịch đồ luôn các bác ạ. Kính điện lên xuống cả 4 cánh, máy số keo chỉ còn zin. Đấy, gầm bệ của xe thì khá là chắc chắn và dòng xe này thì được cũng rất nhiều người ưa chuộng. Đèn của chiếc xe thì sử dụng công nghệ đèn bi cầu projector cao cấp, la răng đúc thể thao, lốp thì dày căng. Và thưa quý vị các bạn, đây là một dòng xe mà phải nói là cũng tốn khá nhiều giấy mực của giới báo chí, vì con này thì cái đợt đầu nó mua về đấy ạ, thì nó được bán thị trường ra đến 3.000 chiếc tại thị trường Việt Nam luôn. Một chiếc xe nhập khẩu mà số lượng bán cực kỳ nhiều. Và bây giờ thì chủ cũ người ta mới bỏ ra để các bác đi mua lên đời một chiếc xe mới hơn. Vâng, đã sử dụng được đến 9 năm rồi. Nhưng mà về chất xe thì vẫn còn tươi mới, khá là ngon. Con này thì em chưa có rửa dọn gì cả, với để nguyên đấy các bác nhé. Rời mưa, để nguyên, không làm cái gì. Cua lốp của xe thì đẹp, tất cả các cái cua lốp đều đẹp, không hề mục ngoặt, than mục. Đấy, hệ thống đèn bi cầu projector này. Con này thì có hỗ trợ công nghệ đèn ốp sáng nhé các bác nhé, nên là đèn rất là sáng luôn. Logo Haima, vâng, logo nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Trung Quốc. Và dòng xe này thì đồ thay thế của nó rất dễ nhé. Bác nào mà ở trong miền Nam ấy, hoặc là các cái tỉnh miền Trung, thì các bác biết là cái dòng này thì nó đi nó nhiều năm mà nó ổn định như thế nào. Lốp với la răng thì khá là to, la răng 17 ly, phanh đĩa 4 bánh ABS an toàn. Đấy, và con này thì có hệ thống hỗ trợ phanh khẩn này, rồi hệ thống hỗ trợ dừng đỗ luôn. Đấy, đấy, điều khiển thông minh nhé các bác nhé. Đấy, gương kính cục xe điều chỉnh điện đầy đủ. Đấy, và đây các bác này, tapi cửa này. Nội thất bên trong của chiếc xe thì sử dụng tông màu kem sáng, khá là đẹp. Vâng, ghế da của xe vậy vẫn còn nguyên, và ghế da dạng ôm tựa massage. Đấy, cửa sổ trời của xe thì cực kỳ to. Riêng con này cửa sổ trời to gấp rưỡi các cái dòng xe thông thường nhé các bác nhé. Nên là ngồi trong xe cũng rất là thoáng, mở ra ánh sáng tràn hòa. Vô lăng của chiếc xe thì được là vô lăng 3 chấu tích hợp rất nhiều phím tích hợp ở trên chiếc xe này. Và keo chỉ xe thì zin luôn các bác nhé. Ghế của chiếc xe thì hai ghế đều là ghế chỉnh điện cả và hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, cái đấy là một cái điểm cộng của chiếc xe. Con này thì có đến 8 túi khí luôn, hai ghế, hai túi khí đằng trước, hai túi khí đằng sau. Đấy, và cả túi khí ghế các thứ đầy đủ luôn các bác nhé. Đấy, và đây các bác nhìn này, nội thất bên trong này, khu vực cần số này. Đấy, vẫn còn rất là tươi mới luôn. Màn hình của xe thì hơi cũ rồi, cái này thì không tránh khỏi. Còn con này thì lăn bánh được 12 vạn hơn một chút. Đấy, túi khí đây. Đấy, túi khí bên kia nữa. Và những bác nào mà yêu thích cái dòng xe SUV gầm cao và cái số tiền bỏ ra không quá là nhiều ấy ạ, thì đây là một chiếc xe các bác nên mua. Đấy, gương chiếu hậu cục xòe này, đèn này, hệ thống đèn chiếu sáng này, đình hiệu điều chỉnh pha cục xòe nhé. Và con này có cả âm thanh loa sub bass luôn các bác, tha hồ mà nghe. Vâng, âm thanh đập nguyệt luôn. Đấy, nội thất khoang hành hàng đằng sau thì cũng khá là tươi mới rộng rãi, keo chỉ zin. Đấy, tapi sạch. Đấy, và các bác nhìn này, kính điện thì lên xuống bình thường các bác nhé. Và ghế đây, em cắm chìa vào cái đã, rồi em phải cắm chìa vào trong ổ khóa thì nó mới lên xuống kính được các bác ạ. Và một dòng xe được rất nhiều người ưa chuộng thì gầm cao máy khoáng, và đặc biệt là cái giá thành của nó thì lại vô cùng yêu thương, giá rất là rẻ luôn các bác nhé. Tại Fuji Auto thì em đang bán với cái giá chỉ có hơn 200 một kẹo thôi, thì các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Đấy, và bác nào mà yêu thích đây cái khoảng không gian đằng trước này, em đang gặp ghế đằng sau, còn đây này, cái chỗ đằng sau để rất nhiều đồ luôn các bác nhé. Nếu mà gia đình mà đi chơi đi bời đấy thì quá là ok luôn. Và dòng xe này thì nó khá là lành và bền. Vâng, thương hiệu Trung Quốc, hàng loại 2 đấy các bác, nên là nó khá lành và bền. Và bán tại thị trường Việt Nam thì lúc mua thì con này cũng khá là cao tiền, lên đến 800 triệu, nhưng bây giờ thì bên em Fuji Auto chỉ có bán hơn 200 một tẹo tẹo thôi các bác nhé. Vâng, không đáng kể lắm, nói chung là bác nào vào việc thì gỗ giá nó cũng mềm thôi. Thế còn đâu thì keo chỉ thì zin đét cả xe, nội thất gầm bệ thì của xe vẫn còn tươi mới, và khoảng không gian để đồ đằng sau thì phải nói là quá rộng. Lốp sơ cua còn mới tinh nha các bác này. Đấy, la răng đúc 5 chấu kép thể thao. Đấy, lốp láp đồ nghề các thứ là đầy đủ, không thiếu cái gì.
Và với cái tầm tiền các bác bỏ ra đấy, vâng, sẽ rất là ít thôi. Thì các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe như thế này rồi. Với các cái thương hiệu khác đời như thế này thì các bác phải bỏ ra về số tiền là 3 đến 400 triệu các bác mới sở hữu được chiếc xe như thế này. Thế nhưng mà tại Vũ Duy Auto thì các bác chỉ bỏ ra có 200 gọi là 200 lẻ thôi thì các bác đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Và đây các bác nhìn này, tapi kính điện các thứ là lên xuống bình thường hết, hoạt động hoàn toàn ok. Keo chỉ zin đấy, cam kết cho các bác nhá, không đâm đụng này, không ngập nước này, máy số còn zin nguyên, chạy cực kỳ đầm và chắc luôn đấy. Ghế da của xe thì vẫn còn rất là đẹp, vì con này mới chạy được có 13 vạn thôi ạ. Vâng, ghế da vẫn còn tươi mới và rất là đẹp luôn. Đặc biệt là con này thì trần nỉ của nó rất là sạch và cửa sổ trời thì rất là rộng đấy. Tapi kính điện này, keo chỉ này, các bác nhìn này, keo chỉ đều luôn này. Đấy, kính điện này lên xuống bình thường. Và con này thì nó sử dụng kính mờ đen đấy các bác nhé. Và thế còn với cái tầm tiền như thế này thực sự là đúng là không có đối thủ về độ chất với cái dòng này luôn. Các bác bỏ ra số tiền 200 triệu chỉ như Morning i10 nhưng các bác sở hữu ngay được SUV gầm cao đời cao luôn, 2012, rộng rãi, số tự động này. Đấy, cần số tự động, có cả hệ thống chống trơn trượt, hệ thống phanh, rồi điều hòa con này thì auto luôn các bác ạ. Thế mới hiện đại. Và màn hình camera lùi tích hợp với đầu đĩa CD đầy đủ các chức năng. Và các bác nói chung là đây các bác nhìn này, đấy, rộng rãi vô cùng luôn. Lốp lap thì dày căng đét đấy, form dáng xe thì cũng khá là tươi. Đấy, và ta bây giờ ta sẽ vào khoang lái xong rồi để cùng xem chất như thế nào. Đấy, kính điện này các bác nhé, lên xuống bình thường hết. Đấy, tất cả các cửa kính hoạt động hoàn toàn bình thường ok. Và đây. Đấy, đồng hồ chỉ là 12 vạn 7 này các bác này. Đấy, em để nổ lên phát, máy rất là êm. Con này để nổ cực êm luôn, êm hơn hẳn dòng Toyota. Đấy, camera lùi có cả nha các bác nhá. Màn hình hơi kém một chút, cái này thì có thể là độ thêm chứ còn màn hình này nó cũng già theo thời gian rồi, không chấp. Vâng. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, táp lô sạch này. Em mở khoang cốp của chiếc xe ra, sau đó ta cùng ra khoang máy để xem con này máy số như thế nào. Được cái đó, con này thì động cơ khá là nhỏ, máy 2.0 thôi, mức tiêu thụ nhiên liệu thì vừa tiết kiệm là vừa tốt, xe thì rất là êm, máy ngon. Đấy, động cơ VTV 16 van, đấy, động cơ 2.0 nhá. Và con này thì vẫn sử dụng hệ thống trợ lái dầu thôi, đằng trước thì không có đâm đụng. Đấy, các bác nhìn các cái con ốc này, rồi đây. Đấy, tem nhãn của xe đầy đủ luôn nhé, sản xuất tại Phao Hai Ma. Đấy, số khung này. Đấy, ở đây các bác nhìn này. Đấy, sườn này. Đấy, sườn không hề có đâm va này. Đấy, sườn đều không đâm va các bác nhé. Vâng, không hề có đâm va, sườn rất là đẹp và căng. Đấy, nói chung là nếu mà các bác nào thích ấy, mời các bác đến cửa hàng của em Vũ Duy Auto tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng. Không thì các bác có thể là đặt hàng online thì em sẽ gửi ship xe đến tận nhà cho các bác. Vâng, cái xe giá vừa rẻ vừa ngon và đồ thay thế thì nhiều, không thiếu một cái gì. Đấy, đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Đấy, động cơ chạy khá là tốt, M10. Con này thì đây, đấy các bác nhìn này, em sẽ đóng lại cho các bác để các bác xem là rồi. Đấy, các bác có thể nhìn đây, em mở nắp cam xem cho các bác nhé. Ai chả nặng phết, ú sụp, nặng quá. Ta sẽ cùng kiểm tra que thăm dầu thôi. Đấy, chỗ này là không hơi thừa nha các bác nhé. Vâng, cái kia nó chặt quá thì em không mở, nhưng mà đảm bảo cho các bác không hơi thừa. Dầu của xe thì vẫn còn vàng. Đấy, dầu xe vàng óng luôn. Động cơ của con này chạy êm mượt và không hề có cái tiếng cạch 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 nhé, là không hề có nha các bác nhé. Vâng, máy số thì ngon. Đấy, động cơ gì, và đây là hệ thống trợ lái dầu này. Đấy, Aqui Amazon khỏe luôn. Đấy, ABS này. Rồi hệ thống phanh của xe này, phanh chân không này. Đấy. Và được cái là con này thì gầm bệ của nó khá là chắc luôn. Vâng, dòng xe được thiết kế rất là đẹp. Đấy, 237. Đấy, gầm không hề có dầu mỡ luôn các bác nhá. Không hề có một chút dầu mỡ luôn. Đấy, hệ thống dẫn động cầu trước các bác nhá. Vâng, con này sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước cũng khá là khỏe, gầm chắc và không hề có mục mọt đấy các bác ạ. Không hề có một chút mục mọt gì luôn nhá. Đấy. Cầu sau này, đây các bác nhìn này, sau này hệ thống treo giảm xóc rất là tốt luôn và không hề có han mục. Đấy, xe thì vẫn còn như mới luôn và đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Đấy, bây giờ thì ta sẽ cùng đi thử chiếc xe này để xem, rồi cùng trải nghiệm xem là chất xe nào. Nhưng mà trước khi đi thử thì ta sẽ cùng xem lại một vòng chiếc 237 này. Con này thực sự là thiết kế cũng rất là đẹp, là một mẫu SUV 5 chỗ ngồi gầm cao máy thoáng. Đấy, rộng rãi cho gia đình, rất tiện lợi và đặc biệt là chở được rất nhiều đồ luôn. Đấy,
máy số động cơ này, và đây cửa sổ trời này các bác này. Em thử cửa sổ trời luôn cho các bác nhé, để các bác cùng xem. Và cửa sổ trời của xe thì vẫn hoạt động bình thường, không hề có lỗi lầm đấy. Cửa sổ thì rất là rộng nha các bác nhé, và nhà có trẻ con trẻ cái các thứ thì cho các cháu đứng lên thì rất là ok đấy, không gian rộng rãi như này mà đấy, thoải mái luôn, kể cả hai đứa đứng lên trên cũng được đấy, đóng mở các thứ bình thường, hoạt động bình thường hết các bác ạ. Vâng, xe hoạt động hoàn toàn bình thường, không hề có lỗi lầm gì cả đấy, từ lỗi máy cho đến lỗi về các thiết bị là không hề có nhé các bác nhé. Đấy, xe thì rất là đẹp. Vâng, một chiếc xe màu nâu, nội thất pha màu kem mượt chắc chắn. Ta sẽ cùng đi thử chiếc xe này để xem nào. Con này được cái là dòng này thì số tự động nên nó rất dễ dàng sử dụng luôn các bác ạ. Nội thất thì cũng khá là tươi mới, rộng, vô lăng tích hợp nhiều chức năng. Đấy, túi khí an toàn. Đây các bác nhìn này, rộng rãi vô cùng luôn. Đấy. Và các cái phím tích hợp thì được tích hợp hết lên trên xe rồi, cũng khá là an toàn. Ngồi trong xe thì khá là thoáng luôn nhé. Cột A của xe thì nhỏ, và đây các bác nhìn này. Đấy, đằng sau, khoảng đằng sau của xe đó. Vâng. Rất là rộng. Đấy. Hàng ghế thứ hai cũng rộng rãi, mà hàng ghế thứ nhất thì cũng thoải mái luôn. Túi khí an toàn, và xe thì không có báo lỗi này, không hề có báo lỗi luôn các bác. Đấy. Và với cái tầm tiền các bác bỏ ra đấy, chỉ nhiêu 200 một tẹo thôi thì các bác sở hữu ngay được chiếc xe hai ma này rồi. Đấy, âm thanh nhạc nhẽo của xe thì đập bình thoải mái nhé các bác nhé. Thế còn về máy số gầm bệ thì đảm bảo cho các bác là máy thì vẫn còn hoạt động hoàn toàn ngon. Đấy, và đồ nghề các thứ thay thế bảo dưỡng thì vẫn thoải mái luôn. Bên em thì có hẳn một đại lý cung cấp phụ tùng luôn cho các bác, thế nên là các bác yên tâm. Và cái chiếc xe thì được nhập khẩu bởi Kilin GX668 đấy ạ. Thế nên là nhà nhập khẩu chuẩn rồi thì các bác cứ yên tâm về việc sử dụng thôi, không có gì phải nghĩ. Đấy, vô lăng quá to, đấy, trợ lái rất là nhẹ nhàng. Đấy, các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường, xi nhan hay là đèn hay là gạt mưa các thứ là đầy đủ hết các bạn. Úi giời, con này bị tắc một vài thôi, tí nữa em sẽ về kiểm tra và em sẽ chỉnh sửa lại cho các bác. Vâng, xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.